Alo, chào các bạn. Rất nhiều cái thông tin trên mạng nói chung, đặc biệt là các cái thông tin trên kênh YouTube, là những cái kênh mà đưa ra những cái video bình luận về tội hoặc là thông tin, cái tin tức về những cái gọi là tin nóng, chí là những cái thông tin thêu dệt về vấn đề nào đó được YouTube cho phép đăng tải tràn lan trên mạng rất nhiều. Và trong video này hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em một cách để gọi là chứng thực cái nguồn thông tin, cũng như là xem xét sẽ có nên hay không nên xem những cái video đó, vì là cái độ xác thực của thông tin mà video tạo nên. Thì có một cách rất giản đơn mà có thể quý anh chị em và các bạn không biết, nhưng chúng ta trước khi xem một video nói về một vấn đề gì đó gọi là mang tính thông tin trái chiều, nói về những cái hoạt động chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hay là nói về những cái vấn đề liên quan tới thông tin của yếu nhân, những cái thông tin nóng của trong showbiz, hay là thậm chí những cái thông tin hay được gọi là thêu dệt, nói sai sự thật, thì có nên xem những video đó hay không, thì chúng ta sẽ nên xem cái nguồn phát video từ đâu. Và tôi lấy ví dụ như trên màn hình anh chị em và các bạn đang thấy có cái video có cái tựa đề là điều tra liều thuốc lạ tiêm vào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi xâm nhập viện Kiên Giang khiến bệnh trở thêm nặng hơn. Đó là một thông tin không được xác thực và có phần rất là gây hoang mang, cũng như là có ý là chống phá hay là gì đấy đại loại thế. Nghe cái tựa đề thì nhiều người sẽ có thể là xem hay không xem. Thì thông tin này đúng hay sai thì chúng ta thường hãy nên kiểm tra cái đầu tiên, đó là cái DTV, là cái kênh, cái tên của cái kênh mà tạo ra cái video này, và kiểm tra cái nguồn phát của cái kênh này bắt nguồn từ đâu. Chúng ta ấn vào chữ DTV đây, chúng ta ấn vào DTV, nó rất nhiều những video đấy. Ngay đầu video anh chị đã thấy một cái video đây, anh chị thấy gì chưa, thấy gì chưa, trên có cái mũi tên này này đó, video đầu tiên thấy này. Nhưng để chắc chắn hơn anh chị kiểm tra, bởi vì những kênh ở Việt Nam nguồn thông tin cần phải được xác thực và cần có những cái nguồn gốc rõ ràng, tức là gọi là truy xuất nguồn gốc, thì chúng ta rất khó để có thể biết được rằng là nếu như có nguồn gốc xuất phát từ Việt Nam thì chúng ta cũng có thể là xem xét, còn mới chỉ là xem xét, có thể cân nhắc xem. Nhưng cái nguồn phát nó sẽ được hiển thị, YouTube nó có cái hay là nguồn phát từ đâu thì nó sẽ hiển thị cho anh chị em và bạn. Thế anh chị vào cái chỗ chữ giới thiệu và anh chị sẽ thấy được rằng là đây, cái địa điểm ghi ở đây chính là cái nguồn phát. Anh chị thấy chưa? Cái địa điểm ở đây chính là cái nguồn phát. Thì chúng ta cần phải cân nhắc xem cái nguồn phát này, những người này, những cái đơn vị này, những cái tổ chức này, những cái cá nhân này, họ tạo dựng video ở đâu và họ đang ngồi ở đâu để tạo ra video. Thì đây chính là cái trụ sở, cái cổng hành dinh của họ đang ngồi ở đâu đây chị em và bạn, trong mũi tên đây. Rồi từ cái chuyện đó thì chúng ta sẽ cân nhắc thấy rằng là cái nguồn thông tin từ những trang kênh như này, những cái channel, như gọi là những cái channel YouTube như này, là những nguồn thông tin cần phải cân nhắc có nên xem hay không nên xem. Nếu đối với những người có khả năng thanh lọc và phân loại thông tin thì chúng tôi không có khuyến nghị nào thêm, bởi vì anh chị có khả năng tự nhận biết được cái thông tin đúng sai rồi. Đối với những người mà chưa có khả năng năng lực để mà nhận biết được cái thông tin đúng sai phù hợp ra sao, chúng ta cần phải cân nhắc trước khi xem, bởi vì cái nguồn phát này là cái nguồn phát mà nó có một số vấn đề chúng ta cần phải cân nhắc. Thì tiện theo đó thì chúng ta sẽ test lại các cái trang kênh khác mà anh chị và các bạn biết, để chúng ta cùng nhau xem nó nguồn phát nó đến từ đâu anh chị em và các bạn ha. Ta back lại một chút để xem những cái kênh được giới thiệu đi kèm với cái kênh này. Đấy, đó là một kênh. Kênh thứ hai nữa là chúng ta lướt lướt qua, chúng ta sẽ thấy một số cái kênh đại loại như thế, ví dụ như là nhiều lắm anh chị em và các bạn, chúng tôi biết được rất nhiều kênh kiểu như thế. Đây, ví dụ kênh này nữa. Giờ mới biết Nguyễn Tấn Dũng là con cháu nhà tướng Lê Đức Anh. Đấy, ví dụ thế. Tôi nghe thì thấy đã nó đã không có cái gì đó mà
không tin rất là bịp. Chúng ta ấn vào 180 TV channel. Đấy, ấn vào đây. Đó, chúng ta kiểm tra cái nguồn phát. Đây, anh chị phát hiện đây điều gì chưa? Nguồn phát đây anh chị em và bạn. Đây, là nguồn phát. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra một số cái kênh nữa. Ví dụ kênh này thường xuyên lần đây có rất nhiều video nói về những vấn đề chính trị. Đây, kênh này. Đây là một trong những cái kênh mà gần đây nói rất nhiều vấn đề chính trị. Đây, rất rất nhiều luôn anh chị thấy này. Video của họ này. Kênh này này. Đó, đây, kênh này. Nói rất rất nhiều luôn mà tập trung chỉ nói về ông Nguyễn Phú Trọng thôi. Đây. Chỉ nói mỗi ông Nguyễn Phú Trọng với lại mấy cái yếu nhân thôi. Đây anh chị em và các bạn, rất nhiều nha. Anh chị và các bạn nhìn thấy nó nói rất nhiều vấn đề về các yếu nhân và là những người lãnh đạo. Thì đây, cái nguồn phát ở đâu? Đây anh chị thấy nguồn phát chưa? Thấy trên màn hình thấy nguồn phát chưa? Thấy chưa? Rồi, nguồn phát này. Rồi ví dụ như kênh này nữa này, kênh này cũng nói rất nhiều những vấn đề về phức tạp về chính trị này. Họ rất thích nói về chính trị. Rất chi là thích nói về những vấn đề chính trị. Nhưng anh chị và các bạn xem cái nguồn phát này. Đây này. Từ đâu? Anh chị thấy cái nguồn phát chưa? Đấy, chúng tôi lấy ví dụ một vài trường hợp như thế để anh chị và các bạn đi kiểm tra những cái kênh mà mình xem, những cái bạn cái trước khi xem video hãy xem cái kênh đó bắt nguồn từ đâu và nguồn phát như nào. Thì sẽ xác thực được là cái độ gọi là đúng sai hay là một số vấn đề chúng ta cần phải cân nhắc. Đấy, đây này họ cũng đưa rất nhiều video về chính trị. Đây, anh chị nhìn thấy không? Rất rất nhiều. Và chúng ta chỉ cần kiểm tra cái nguồn phát như vậy chúng ta sẽ biết được cách làm thế nào để phân biệt kênh nào đáng tin cậy, đáng xem và nên xem, kênh nào thì không. Đó là một vài cái cách đơn giản để chúng ta có thể phân loại một số cái kênh đã không cần, tức là chúng ta nên bỏ qua ngay những video xuất phát từ những cái kênh đó và chúng ta đừng có nghe để cho ảnh hưởng đến vấn đề là chúng ta chưa có khả năng thanh loại thông tin thì nó sẽ bị rối thông tin mà nhiều khi nó sẽ gây ra hoang mang về mặt tư tưởng. Đôi lúc là nó sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là điều mà chúng tôi muốn đưa ra cái chia sẻ và khuyến nghị với anh chị em và các bạn trong video này. Mong rằng là video này đem lại những hữu ích cho anh chị em và các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong những video tiếp theo.